Chào cả nhà. Sáng nay có một câu hỏi của một bạn bên cộng đồng rất là thú vị. Thì mình cũng làm cái clip này, thứ nhất là vừa chia sẻ cho bạn đó để bạn nó hiểu vấn đề, cũng như cho mấy anh em cộng đồng chúng ta hiểu cái bản chất vấn đề kiếm tiền được nhiều hay ít là nó như thế nào, thực ra nó dễ hay là khó ha. Mình nghĩ cái chủ đề này á, chắc phải đặt cái tiêu đề là cách kiếm được 500 triệu lên 100 tỷ trước năm 2024. Các bạn nghe cái chủ đề này có vẻ hấp dẫn đúng không? Cái tiêu đề này hấp dẫn đúng không? Đúng không? Thì bây giờ làm sao để có thể kiếm được 500 triệu lên 100 tỷ trước 2024? Thậm chí cô cho bạn sau 2024 luôn, đầu 2025 luôn. Chúng có nghĩa là chúng ta chỉ có một năm, tháng tháng 7 rồi, là chúng ta chỉ có một năm 5 tháng thôi, năm rưỡi thôi, làm sao nó kiếm được. Thì thật ra bạn này là một bạn mới, bạn này hỏi với một cái tâm thế là bạn này thật sự có lẽ, mình nghĩ là bạn này thật sự không biết, chứ không phải là hỏi theo cái dạng bên cộng đồng nó cà khịa hay là gì đâu. Nên mình cũng trân trọng những cái câu hỏi của những bạn này. Thì mình cũng che, mình xin phép mình phải giấu tên, mình che cái tên của bạn lại. Thì nội dung nó như vậy, sau đó cô sẽ phân tích cho mấy anh em hiểu cái vấn đề mà chúng ta cần cần nhận thức ra nó là gì ha. Thì đây là cái câu hỏi của bạn này đây. Đại ý á, là bạn này có một cái số vốn là tầm khoảng 500 triệu và bạn này đang hỏi có cách làm sao để 500 triệu này lên 100 tỷ, làm sao để lên 500 triệu này lên 100 tỷ. Học trade thì 500 triệu có lên được 100 tỷ hay không? Học phân tích kỹ thuật trade các kiểu 500 triệu có lên 100 tỷ hay không? Đấy. Tôi đọc lại cho các bạn nha. Đây nè, bạn này mới hỏi là vậy anh giúp em đi tới 100 tỷ được hay không? Với một xuất phát điểm mức trung bình về các năng lực nội tại thì thời điểm này cần khoảng bao lâu để lên được 100 tỷ? Thì tôi mới nói với bạn đó đó, tôi nói là không ai giúp em được đâu, chỉ có mình em thôi ha. Và tôi nói là mỗi người một cái vị thế, cái những người thầy mà làm được là hướng dẫn chúng ta, còn chân chúng ta có chịu bước hay không á là phải coi và tùy mỗi người chúng ta nữa. Vậy thì bạn đó mới nói là xin phép em có một cái quan điểm như thế này, anh đừng có giận em, vì chỉ những người đã kiếm và giữ được qua 100 tỷ thì mới đủ năng lực hướng dẫn cho người khác kiếm từ 50 tỷ đến 100 tỷ. Anh thấy đúng hay không? Đúng. Cái đó thực sự là đúng. Đấy. Bạn nó nói là nếu anh đang giữ trên 100 tỷ xin phép cho em theo anh học. Đấy. Thì lúc đầu á, các bạn biết bên cộng đồng á rất là nguy hiểm. Tôi cũng nhận được rất nhiều cái câu kiểu như vậy rồi. Và tôi lúc đầu tôi lại nghĩ cái bạn này thật sự là hơi cà cái dạng cà khịa. Nhưng mà khi cô chat thì bạn này cũng có hiểu là bạn này có cái sự chân tình hỏi thật chứ không phải là cà khịa. Thì cái người này là bạn này là một dạng mà không chưa chưa, chưa không có nhiều kiến thức, cho nên cô phải tư vấn và cô nghĩ là phải làm cái clip này để ngoài bạn này ra còn nhiều bạn cũng đang có cái suy nghĩ này, để các bạn hiểu vấn đề được hay là không ha. Thì cô mới nói á, anh nghĩ em sẽ còn mất tiền dài dài. Thứ nhất, người có 100 tỷ họ sẽ không có giữ trạng thái tiền mặt mà ở dạng tài sản tăng trưởng khác nhau. Những cái dạng tài sản tăng trưởng đó có thể nó sẽ là bất động sản, chứng khoán, vàng, USD, USDT các kiểu, hoặc là thậm chí Bitcoin hay ETH. Để các bạn hiểu. Tại vì chúng ta đã học qua cái khóa quản lý tài chính rồi. Mặc định cái số tiền nó càng nhiều thì rủi ro nó càng cao nếu mà bạn giữ ở trạng thái một một cái trạng thái nào đó. Ví dụ bạn có không cần có 100 tỷ đâu, bạn có 10 tỷ mà bạn giữ tiền mặt là xong rồi. Là xong rồi. Hoặc là bạn giữ 10 tỷ đó với trạng thái là USDT hay là BTC hay ETH thì cũng xong rồi. Hoặc 10 tỷ đó bạn để trong một cái căn bằng bạn bạn để trong một cái bạn mua một cái căn nhà bất động sản bạn giữ ở đó là càng xong nữa. Càng mệt nữa. À, một lát cô sẽ giải thích tại sao. Cái thứ hai, để theo học một người có tài sản 100 tỷ, anh sẽ chứng minh cho em thấy là tài sản của anh ở dạng bất động sản, chứng khoán, USD và vàng mà anh đang nắm giữ. Nhưng lúc đó cái phí cho những học viên nó không phải là 2k đâu, nó phải là 10k, tại vì
Em có yêu cầu thì anh cũng nghĩ anh phải cần phải có yêu cầu. Và 10K mà nó thật sự quá rẻ so với việc mà hướng dẫn một người đi từ 500 triệu đến 100 tỷ. Đúng không? Anh đâu có yêu cầu quá đáng. Các bạn nghĩ yêu cầu tôi quá đáng không? Cô không nghĩ nó quá đáng. Cô đang nghĩ nó rất là rẻ. Cái số 3 cũng muốn gửi gắm đến cho bạn này là em nên thay đổi một cái tư duy. Đó là TB nhiều, bao nhiêu nó không có quan trọng. Mà chúng ta phải nhìn vào cách họ SL đó. Cách họ SL. Thì đấy. Thì chia sẻ tiếp cho các bạn là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải giải đáp là 500 triệu có lên được 100 tỷ hay không. Thì có nói với các bạn với cái thị trường tài chính này không gì là không không thể. Nếu mà các bạn đọc những cái profile của những cái người đã và đang thành công hiện tại, thậm chí đang ở tù, hiện tại đang ở tù. Ví dụ như chị Lan, các bạn đọc những cái profile, những cái thông tin, những lịch sử như chị Lan, Anh Quyết, Bác Vượng, Tân Hoàng Minh. Tân Hoàng Minh là gia tộc giàu ba đời đấy các bạn. Bà Lan cũng vậy đấy. Đó, thậm chí Warren Buffett nữa. Đó, sắp tới cũng lên một loạt bài viết về những cái quá trình mà họ giàu như các bạn. Để các bạn hiểu ra một điều là có những con số mà thời điểm này có thể các bạn nghĩ nó xa vời với các bạn, nhưng ở trong thị trường tài chính này không gì là không thể. Một người cầm 500 triệu trong một năm, 2 năm họ có thể họ lên 100 tỷ là bình thường. Rất bình thường các bạn. Thậm chí 100 tỷ sau một tuần còn 5 triệu là bình thường. Rất bình thường. Liên cử một trường hợp của nó, các bạn biết, các bạn đọc, các bạn nghe 100 tỷ các bạn nghĩ lớn hả? Thực ra 100 tỷ là cầm hơn 4 triệu đô chứ nhiêu. Đúng không? Cầm hơn 4 triệu đô. Và cô chia sẻ các bạn mà coi những cái clip trước đó của tôi có nói cho các bạn cái đợt mà Luna vừa rồi á, tôi biết một bạn làm bên sàn, làm chủ sàn, thì tôi không tiện nói tên. Bạn này làm chủ sàn và cái đợt Luna bạn này cháy 4,7 triệu đô la Mỹ. Vậy thì 4 triệu đô la Mỹ là nó đã gần 100 tỷ rồi. Cái đợt Luna FTX này nọ nó cướp đi rất là nhiều tiền của người Việt Nam và cả thế giới chúng ta dính vào con đó, cho nên 100 tỷ nó không có lớn nữa các bạn. Các bạn nghĩ nó lớn, thật ra không có lớn. Và các bạn biết cái Luna nó rộ lên và phát triển thịnh cực đại trong bao lâu? Không tới 2 năm. Không tới 2 năm. Và vẫn có những cái người mà người ta dùng mấy triệu đô la Mỹ người ta giữ Luna. Đúng chưa? Và sau đó Luna sập và họ mất trắng. Và chỉ cái việc mà cầm máy 4 5 triệu đô la Mỹ mà reset lại tài khoản bằng mo về mo bằng không là có. Hoặc là up bụp lên một cái như C3 cũng như vậy. C3 sau một thời gian các bạn còn nhớ có một cái đợt nó tăng rất là mạnh mẽ. Đó là có, khẳng định các bạn có. Rồi tiếp cô đi sâu vô vấn đề là chúng ta đang bị một cái tư duy là chúng ta nhìn vô cái TB mà chúng ta quên. Cô hay nói là giàu nó phải có quá trình. Chúng ta luôn muốn những cái chúng ta muốn nhưng chưa chắc các bạn giữ được. Các bạn hãy nghĩ đến trường hợp như vậy. Các bạn đi tập tạ. Các bạn đi tập tạ, các bạn sẽ thấy có những cái vận động viên thân hình họ đẹp lắm, body họ nhìn ngon lắm, mê lắm. Đúng không ạ? Họ vào họ nâng được những cái quả tạ 20 kg, 50 kg. Chúng ta vào chúng ta thấy muốn được như vậy, chúng ta sẽ phải nâng những quả đó, chúng ta vào chúng ta nâng, chúng ta nâng đâu được đâu. Nâng được. Chúng ta phải nâng cái quả từ 2 kg dần dần lên 3 kg rồi đến 5 kg rồi 10 kg rồi mới 20 kg như họ. Giàu nó có quá trình. Và cái quá trình đó không phải là chúng ta đừng có nhìn vào 500 triệu là em muốn 100 tỷ, em muốn cái đó là em muốn. Nhưng em có nghĩ đến cái quá trình mà từ 500 triệu em đi lên 100 tỷ như thế nào không? Cô nói một cái ví dụ. Ở đây có cái tâm lý đám đông. Sáng nay cuộc họp ở đây có một cái tâm lý đám đông mà các bạn phải hình thành, các bạn phải hình thành trong đầu. Khi cái số tiền các bạn cầm càng nhiều trong tay thì cái rủi ro của các bạn cực kỳ lớn. Ví dụ không tin các bạn test một cái bài này, các bạn ra chợ, các bạn ra chợ thịt gà đang là 60.000 đồng một ký, thịt gà đang là 60.000 đồng một ký, một con gà đâu đó tầm khoảng 1 đến 2 ký. Các bạn ra chợ, các bạn hãy đứng trước chợ, các bạn nói tôi cần mua 1.000 ký thịt gà. Ai bán giá rẻ hơn 60.000 đồng một ký? Giờ coi. Các bạn đứng trước chợ các bạn nói như vậy.
Lúc đó các bạn sẽ thấy cái việc mà các bạn nắm giữ một cái lượng tài sản lớn nó nguy hiểm như thế nào. Lúc đó những cái bà ở ngoài chợ, những bà đó sẽ cự đạp giá lẫn nhau, bà cự dìm hàng đối phương lẫn nhau. Bà sẽ nói chị có nè em lấy hết cho chị đi, chị có 10 kg 100 kg em lấy hết cho chị đi, chị để em giá rẻ 50.000 đồng. Và tiếp theo sẽ có một cái bà nữa, bà nói trời ơi, thôi chị không có 500 kg đâu, nhưng chị còn 50 kg thôi, em lấy hết của chị đi, chị để em giá 40. Và sẽ tiếp theo sẽ có một cái người nữa, người ta nói là ơi chị còn có 2 con gà 3 con gà, chị để em giá 30 luôn, em lấy hết đi. Đó là cái tâm lý đáng sợ. Có nghĩa là khi mà chúng ta có một cái lượng tiền lớn mà có thể tạo thanh khoản cho rất nhiều người, thì những người đó họ sẽ háo hức, họ sẽ tìm cách, họ sẽ giết lẫn nhau, họ sẽ hãm hại lẫn nhau, họ sẽ làm đủ thứ cách để người ta dìm hàng các bạn, người ta lấy tiền của các bạn. Cũng giống như cái đợt mà cô nói các bạn, tôi đi xem bất động sản. Vừa rồi cô đi xem bất động sản, cô xem 2 cái mảnh đất, cô xem thật ra là đẹp cô mới mua. Và tôi thử những cái người đó, các bạn biết khi mà cô đi coi những mảnh bất động sản đó thì cô mới giả bộ là một cái vị thế, là một cái người mà không biết gì hết. Bây giờ em muốn mua, show tài khoản ra coi. Cô mở cái app ra, cô nói bây giờ em đang có tiền mặt khoảng nhiêu đây, nhiêu đây. Họ mừng lắm. Tại vì á, bán đâu được đâu. Bây giờ có một con gà, có một con gà đang tiền mặt, nó không biết mẹ gì về bất động sản. Canh vụ nó liền, đớp nó liền. Tôi về là cái anh đó, anh nhắn tôi liên tục luôn. Để các bạn hiểu là khi các bạn cầm một cái lượng tiền lớn rủi ro như thế nào. Vậy thì quay lại cái câu chuyện, nếu em cầm 500 triệu, em có nghĩ đến một cái trường hợp là 500 triệu em sẽ đánh dần dần lên, em cần dần dần lên 700, 1 tỷ. Nhưng một khi mà em cầm 1 tỷ trong tay á, tức là em đang cầm quả cọ 20 kg, không còn là quả cọ 5 kg nữa, 10 kg nữa. Em cầm quả cọ 5 kg, 10 kg, em nâng được 3 hiệp, mỗi hiệp là 12 cái. Nhưng một khi em đã cầm cái quả cọ 20 kg, em có chắc là em nâng được 3 hiệp, mỗi hiệp 12 cái nữa không? Hay em chỉ nâng được có một hiệp một rồi em buông? Có nghĩ cái việc đó chưa? Em cầm 500 triệu, em đầu tư vào một cái khoản tài chính, đầu tư tài chính nào đó thì có thể là rất là nhẹ. Nhưng khi em cầm 1 tỷ, 2 tỷ, em áp lực lắm. Thử bằng cách dễ lắm. Em đánh Marine á. Em đánh Marine, em đi một cái lệnh 10 đô đi. Sau em đánh một cái lệnh khoảng 1.000 đô. Rồi em coi 2 cái lệnh đó, tâm tâm trạng em thế nào là em sẽ hiểu cái vấn đề. Hiểu không ạ? Tại sao cái phần số 3 cô nói với các bạn á, cô nói cái gửi gắm cho bạn này, cô nói em nên thay đổi cái tư duy, bởi vì cái tư duy này em không thay đổi thì em sẽ mất tiền dài dài. Mất tiền rất là nhiều. Bởi vì chúng ta đừng có nhìn vô cái TB của họ là TB bao nhiêu, nó vốn vốn không quan trọng, mà chúng ta nhìn những cách mà họ SL. Cái cách mà họ SL, cái cách đó nó nói cho chúng ta biết cái phản nó phản ánh cho chúng ta biết là những cái người đó giữ được tiền tốt như thế nào. Tại vì bạn không có năng lực giữ tiền, bạn không biết quản trị dòng tiền, thì dù cho bạn có cầm 500 triệu bạn đánh lên 10 tỷ, bạn cũng rất nhanh mất. Đó là cái lý do tại sao có những cái người ta trúng Vietlott, người ta trúng vé số. Và các bạn thấy, người ta nói trúng vé số là may mắn, nhưng có một số người trúng vé số là một cái điều tai hại, bởi vì sau khi trúng vé số thì rất nhiều vấn đề phát sinh đó. Tại vì sao các bạn biết không? Là tại vì họ không có cái năng lực để giữ cái cục tiền đó. Và một khi á, đám đông nó rất là hung hãn, nó chỉ cần biết bạn đang có cái khả năng năng lực tài chính là nó tìm mọi cách nó sẽ lấy tiền của bạn. Đó là tâm lý đám đông. Cho nên khi mà các bạn cầm một cái lượng tiền lớn, các bạn phải thật sự cái nội lực bên trong các bạn phải có, cái kiến thức của bạn phải nhiều, cái kỹ năng xử lý vấn đề phải có thì các bạn mới có thể giữ được khoản tiền đó, nếu không sớm muộn các bạn mất. Và tiền nó càng tăng lên, 500 triệu em tăng lên 5 tỷ, em tăng lên 10 tỷ, 20 tỷ, chứ đừng nói 100 tỷ. Là em cầm 20 tỷ thôi là bắt đầu sẽ có rất là nhiều cái cám dỗ. Ví dụ có những thằng nó biết em có tiền, nó sẽ nói em anh đang có cái khoản đầu tư này hay lắm, em nên đầu tư vào đi, một năm kiếm lợi nhuận ít 2 ít 3, an toàn, có bảo hiểm không, mất tin anh đi. Có không? Ở ngoài nó sẽ có. Vậy em có nghĩ đến trường hợp là em có cái năng lực để em giữ cái khoản tiền đó hay không? Làm sao nó có cái năng lực đó? Em có hiểu về những cái cấu trúc nền tảng của tài chính không, để em giữ cái đó? Em có cách nào em nhận diện được những cái việc đó là lừa đảo và không có thật không? Cũng giống như market bây giờ, Bitcoin nó đang ở, hôm qua nó rớt dưới 30k. Có một số người sợ nó rớt về 25, 28, 25, 28, 10 chắc kiểu, sợ lắm. Nhưng bây giờ BKC nó lên, nó dưới, nó hôm qua nó về 2.000, 29.000.
29.600, 29.400, chúng ta sợ chúng ta không mua. Sáng nay lên 30.000 nó nói bớt sợ chưa, bây giờ 30.000 đó giá cao hơn rồi nó mua không? Không mua đúng không? Lát nó giật lên 31.000 nó hỏi còn sợ nữa không, mày không mua lát nó lên 32 35 giờ theo bạn bạn mua, theo các bạn bạn mua. Bây giờ các bạn thử 30k các bạn mặc cả với nó lên 31k, nó lên 32k nữa. Sau khi các bạn mua 32 xong nó rớt về 29, nó hỏi bây giờ cắt không? Mày không cắt tao xuống tới 28 27 bây giờ không ấy, mày cắt đi, mày cắt đi lát xuống mày mua lại giá tốt hơn. Và market nó có thì thầm với các bạn như vậy không? Và xã hội nó cũng sẽ như vậy. Khi các bạn giữ một cái lượng tiền lớn, mặc định rủi ro các bạn cực kỳ cao. Và cái mà chúng ta học, các bạn đang hiểu nhầm một cái việc là vào một cái khóa học là để học phân tích kỹ thuật, vô đánh margin bay lên sell xuống kiếm tiền và giàu, và em ít 5 ít 10 tài khoản em cầm tỷ em lên 100 tỷ giàu, không có nha các bạn, không có. Những cái mà các bạn học về phân tích kỹ thuật nó chỉ giúp cho các bạn làm giàu trong ngắn hạn. Sáng nay cô có một cái bài về ba cái trạng thái trên cái kênh Ricky Trading, các bạn đọc kỹ cho cô ba cái trạng thái của một cái nhà đầu tư, đọc và suy ngẫm thật là kỹ nha. Đây nè, ba cái trạng thái của một nhà đầu tư, và đồng thời có cái đường link này luôn, đường link này luôn, Rickit, cái chữ kit có app nha, trading.com, các bạn enter vô sẽ tự động có một cái file tổng hợp tất cả các bài học, tổng hợp đây cho mọi người, không cần tốn tiền đi đâu mua hết. Và nghe những cái này để các bạn hiểu, thay đổi cái nền tư duy về tài chính, thay đổi thay đổi, hiểu không? Cái trong cái quá trình mà các bạn kiếm tiền, càng lúc cái lượng tiền các bạn càng nâng cao lên, thì các bạn đồng nghĩa cái việc là các bạn phải cần có một cái nội lực, một cái kiến thức tàng ẩn ở bên trong, nó cũng phải nâng cao dần để nó giúp các bạn giữ tiền. Nếu không các bạn sẽ bị mất. Cho nên tại sao cô nói đừng có nhìn vô cái TB mà nhìn vô SL, cái cách mà họ SL, cái cách họ SL nó nói cho chúng ta biết là à, người này đánh từ 500 lên 1 tỷ, giữ được 1 tỷ, từ 1 tỷ lên 2 tỷ, họ biết cách giữ được 1 tỷ, họ biết cách giữ được 2 tỷ, và từ 2 tỷ đến 5 tỷ 10 tỷ họ biết cách giữ được. Chứ một cái người mà chúng ta chơi trong thị trường mà riêng, các bạn sẽ thấy là họ số tài khoản họ lên a, họ đánh những cái lệnh lên ăn 10 ngàn 20 ngàn ăn, nhưng á SL lát á còn nhiều gấp mấy lần cái TB, các bạn có biết không? Đúng không? Chúng ta đâu có biết, họ có nói đâu biết. Đó cái cách mà chúng ta phải nhìn vào cách họ SL, cách họ SL. Thì cái mà chúng ta học á, nó không phải là học để trade để đạt TB các bạn ơi, các bạn hiểu nhầm. Chúng ta học không phải để học để đạt được TB, mà để học cái cách SL tối thiểu nhất có thể. Ông Soros á, ông Soros á, ông nói một câu bạn biết không, nói một câu ông nói là không phải Soros nữa mà là William O'Neill, William O'Neill. Ông nói một cái câu là bí tất cả bí mật của thị trường tài chính này nó không phải nằm cái việc mà bạn hãy kiếm được bao nhiêu tiền, mà nó nằm ở cái việc là bạn mất ít nhất nếu như có thể xảy ra, mất ít nhất có thể đó. Và em thử đi, bây giờ giả sử cho em một cái kịch bản là em cầm 500 triệu em trade lên 10 tỷ, rồi từ 10 tỷ lên 100 tỷ. Chúng ta sẽ hiểu là à, năm anh lên 500 triệu mà làm sao lên được 100 tỷ, nó xa vời quá, em nhầm. Em mà hiểu lãi suất kép nó bốc lên rất là nhanh, từ 500 triệu lên 1 tỷ là x2 đúng chưa? Nhưng từ 1 tỷ mà em có cái năng lực để điều hành cái dòng tiền 1 tỷ đó, từ 1 tỷ em lên 2 tỷ, và từ 2 tỷ lên 4 tỷ, từ 4 tỷ lên 16 tỷ, nó cực kỳ nhanh. Từ 4 tỷ lên 16 tỷ rất là nhanh, lên 8 tỷ 16 tỷ rất nhanh. Nhưng từ 5 tỷ, từ 500 triệu mà lên 16 tỷ thì đâu, thì lâu, thì lâu. Có sự khác biệt nào ở đây anh ơi? Vậy em trade từ 500 triệu em trade lên 16 tỷ, một người chơi từ 500 triệu lên 16 tỷ, nhưng họ chỉ bám đúng vô một cái thị trường marine cực kỳ lâu, cực kỳ lâu, thậm chí cháy mẹ nó luôn. Nhưng một cái người mà cầm 500 triệu, họ biết cách đầu tư, họ đánh lên 1 tỷ, họ dịch chuyển cái tiền lãi đó họ vào một cái khoản đầu tư tài chính mà ít rủi ro hơn, để họ giữ cái số tiền lãi nó không bị mất. Chẳng những không bị mất mà số tiền lãi nó còn sinh ra lãi, cái nó gọi là lãi kép. Thì 1 tỷ đó có thể lên được 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ, từ 2 tỷ đó nó lên được 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ,
và từ 3 tỷ nó lên được 3 tỷ rưỡi, 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ lên dần, thì cái đó là có. Cho nên có hai cái loại người đó, hai cái loại người bất tài sản lên như vậy. Trong khi chúng ta, các bạn không hiểu là các bạn đang, các bạn những cái bạn trẻ không hiểu là em học marine em thấy anh đánh giỏi quá, học marine đà để lên từ 500 triệu lên 1 tỷ, 100 tỷ, không có. Thật sự của nó các bạn không có, và không có ai giúp được các bạn việc đó, đó. Nếu mà có, họ tự họ làm mất cái giống nhỏ giúp các bạn, và họ giúp các bạn họ thu phí rất là cao. Tôi thì cũng nói đùa chứ cũng trả thu 110k làm cái gì, để có thể coaching một cái người mà cầm 500 triệu mà lên 1 tỷ, 100 tỷ của nó các bạn á. Code 11 á, nó rất là cực. Nó cực, các bạn biết cực cái gì không? Nó cực ở cái chỗ là thay đổi tư duy của họ, chứ không phải cực cái chỗ là chỉ họ phân tích kỹ thuật. Cực ở cái chỗ là tôi phải cản họ lại. Cái người mà cầm 500 triệu, họ sẽ có nhiều cái để muốn vào lắm. Anh ơi bây giờ em giữ USDT nè, BKC xuống giữ có mua được chưa anh? ETH xuống dưới có mua được chưa anh? Bây giờ ETH lên dữ quá rồi, mua mua được không anh? Em thấy nó lên quá. Cô nói có sai không các bạn? Cô nói có đúng tâm lý các bạn đang bị không? Và nó cực ở cái chỗ là cái người đó phải thay đổi tư duy của, phải phải code chuyên code. Nói em bình tĩnh, em ráng giữ tiền, em giữ cái trạng thái này. Xong mấy ngày hôm sau nó, anh ơi, bây giờ mẹ em cần tiền, vợ em nó cũng cần tiền, bồ em nó nói này nó nọ. Không mấy em rút cái này em vô đây được không? Hoặc là anh ơi, bây giờ em nghe nói thị trường chứng khoán đang lên quá trời luôn, dòng tiền bung ra rồi, em vào được hay không? Nó khó cái đó đó. Vậy thì làm sao để cản họ? Phải cho họ hiểu kiến thức, phải cho họ hiểu cái quy luật về tài chính, phải giải thích cho họ à. Em đọc những cái báo cáo, em đọc những cái tin tức về nới zoom tín dụng, về dòng tiền. Nó có, báo đài nó ghi ra. Nhưng em phải hiểu là khi ngân hàng trung ương quyết bơm tiền ra cho ngân hàng thương mại, nhưng ngân hàng thương mại mà có tỷ lệ nợ xấu cao, nó không dám cho vay, thì tiền nó cũng không đi ra. Nó lấy cái cục tiền đó, nó đầu tư ngược lại vô vàng, nó đầu tư ngược lại vô trái phiếu chính phủ để nó lấy phần trăm ít mà an toàn. Nó cũng giống như các bạn á, từ 500 triệu á, đánh lên cầm lên 10 tỷ, 20 tỷ á. Bây giờ cho các bạn cầm 10 tỷ, các bạn có một cái cơ hội. Các bạn hãy bứt 10 tỷ đó lên là 20 tỷ. Thì cái nào rủi ro với lợi nhuận đều đi kèm. Đó là lợi nhuận các bạn, nhưng rủi ro các bạn hãy mất hết 10 tỷ. Option 1 là như vậy. Option 2, các bạn tầm 10 tỷ đó, các bạn đầu tư vào bất động sản hay gì đó. Biên độ lợi nhuận một năm có thể là 10%, 15%. Nhưng không bao giờ cháy tài khoản. Các bạn chọn phương án nào? Nếu tôi mà cầm 10 đô, tôi chơi phương án 1. Cái mẹ nó 10 đô mất bỏ, búp một cái lên 20 đô. Nhưng tôi cầm 10 tỷ, tôi không thể nào chọn phương án 1, mà tôi phải chọn phương án 2. Cứ rải ra mua vàng ít, mua 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 bất động sản ít, thà một năm như vậy ăn lợi nhuận khoảng mười mấy phần trăm, 20%, nó an toàn mà không bị cháy tài khoản. Thì các bạn hiểu hai cái vấn đề nó đâu không? Tiền nó càng lên thì cái cách mà mình quản trị dòng tiền nó càng cực kỳ quan trọng. Cái cách đó là cái cách giữ tiền, giữ tiền đó. Còn cái việc mà các bạn kỳ vọng là cầm 500 triệu lên 100 cái được hay không, của nó các bạn là được, nhưng cái dòng đầu tiên của nó là phải coi trong đầu em có cái gì, trong đầu em có bao nhiêu kiến thức. Qua một cái đoạn chat như vậy, cô không biết được vị thế của em đang như thế nào, không biết là em đã cầm được một cái khoản tiền 1 tỷ chưa hay 5 tỷ chưa. Nếu, xin lỗi trước, nếu cả cuộc đời của em mà chưa bao giờ cầm được một khoản tiền 1 tỷ, 2 tỷ, em quên mẹ nó cho anh cái việc là em cầm 100 tỷ trong tương lai đi, đéo có thiệt luôn. Tại vì cả đời em chưa bao giờ cầm một khoản tiền 1 tỷ, 2 tỷ, mà bây giờ em cầm một khoản tiền 1 tỷ, 2 tỷ, em có nhiều cái ham muốn lắm. Thật luôn. Em ham muốn là có xe nè, có nhà nè, em ham muốn là vô BKC nè, em ham muốn chơi gái nè, hạng sang nè, đúng không? Em muốn nhiều lắm, em muốn nhiều lắm, em muốn học những khóa học cực kỳ tuyệt vời. Những khóa học thay đổi tư duy tài chính, những khóa học là đánh đánh thức đánh đánh, đánh gì đánh 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 thức tiềm thức gì đó của các bạn nè. Nhiều lắm. Nhưng một cái người mà đã cầm 5 tỷ mà bà mẹ nó cháy trong vòng một tuần hay là trong vòng 5 ngày rồi, thì đến cái ngày hơn ngày đến lúc mà nó cầm 1 tỷ á, nó không có nhiều cái ham muốn đâu. Nó không có nhiều cái ham muốn, nó biết mấy cái đó là những cái cào lao. Ví dụ lương em, nói cái dễ nhất. Cuối tháng lãnh lương. Lãnh lương xong sau 1 tuần coi lại em có bao nhiêu tiền, coi lại đi. Nếu như lương của em, ví dụ cuối tháng em lãnh lương 10 triệu,
mà em đang có dư 1 tỷ á, em đang có dư 1-2 tỷ trong tay á, thì lãnh lương 10 triệu á, em lười mua lắm, em để đó, để em tài khoản cũng chẳng thèm xem. Nhưng nếu trong tài khoản của em á, không có cỡ 20 triệu hay là 10 triệu mà em lãnh lương 10 triệu là em cái gì cũng mua đó, trả góp iPhone cũng chơi luôn, đúng không? Cho nên cái để các bạn hiểu là giàu hay là nghèo, nó không phải, nó là có khả năng xảy ra, nhưng nó đòi hỏi là cái quá trình nó phải hình thành từ từ. Em phải cầm quen, em phải control quen, em phải nắm giữ một cái dòng tiền quen ở một cái ngưỡng 1 tỷ, 2 tỷ. Và cái đó phải luyện, phải có một cái người luyện các bạn. Luyện lên dần dần rồi, em giữ được cái khoản đó rồi, bắt đầu em sẽ luyện lên à, cầm một cái ngưỡng là 2 tỷ, 5 tỷ. Quen quen rồi cầm cái ngưỡng 5 tỷ, 10 tỷ, giữ không bị dễ dàng người ta lấy. Các bạn vào bất kỳ thị trường nào cũng vậy, các bạn chỉ cần là các bạn có một cái dòng tiền lớn, một cái thanh khoản lớn, các bạn vào đi, tụi nó dạ chết mẹ luôn, tụi nó dạ để con lấy tiền các bạn đó, chứ không có gì đó, chứ nó không phải như tôi chịu trên đầu các bạn đâu. Các bạn vô thị trường tài chính, các bạn vô bất động sản, các bạn vô crypto, các bạn nói anh em tài khoản 10.000 đô bây giờ em chơi forex được không, các bạn lên cộng đồng các bạn nói đi, tự nhiên có mấy thằng nó bị em bạn liên tục luôn, mặc vô mấy cái trên kênh Facebook á, trên Facebook á, tài chính em 10 tỷ đổ lại có trò game nào chơi được hay không, có chỗ nào đầu tư được hay không, lên hỏi một câu thử đi, nó bị em nát cái Facebook các bạn luôn. Là tại vì sao? Tại vì bạn càng giữ nhiều tiền thì càng nắm nhiều rủi ro, rất nhiều thằng muốn hấp diêm bạn, rất nhiều. Bạn giống như một cái con nai cơ, bạn bước vào cái khu rừng này và rất là nhiều cái con sói trong cái khu rừng tài chính này, nó ngồi nó mâm me, nó đang suy nghĩ nó ăn cái phần nào trước của bạn, nên suy nghĩ ăn cái phần nào ngon của bạn trước. Thì chân tài chính nó như vậy, cho nên cái đó gọi là luyện, luyện cái năng lực giữ tiền. Tại sao những thằng như tôi, cùi bắp như tôi không bao giờ được VinGroup mời đi cố vấn tài chính? Tại vì đời anh có bao giờ anh làm việc trong những cái anh làm việc trong anh làm trong cái phần giám đốc tài chính của những cái công tập đoàn đâu, anh có profile đó chưa? Profile anh không có. Anh chưa bao giờ anh làm CFO cho một cái công ty nữa mà anh đi cố vấn cái đéo gì người ta. Cho nên VinGroup đâu có mời. Mà sao anh đâu có mời? Nhưng những cái cửa hàng, những cái chuỗi hệ thống bán lẻ mà họ mở một cửa hàng, hai cửa hàng và họ muốn phát triển 5-10 cửa hàng thì có cái họ sẽ mời chúng ta. Là tại vì cái năng lực của chúng ta nó phù hợp với cái ngưỡng nhu cầu của họ. Đúng không? Thì cái việc mà các bạn có khả năng từ 500 triệu lên 100 tỷ hay không của nó là có, nhưng các bạn phải cần luyện từ 500 tỷ lên lên 500 triệu lên 1 tỷ, 1 tỷ lên 2 tỷ, 2 tỷ lên 4 tỷ, luyện ở một cái biên độ dao động lên xuống đó. Có nghĩa là bạn có thể là bạn cầm 500 triệu lên 1 tỷ xong sau đó xuống lại còn 800, thậm chí xuống còn 300, xong rồi lên lại 600, rồi xuống lại 500, rồi lên lại 800, rồi lên lại 1 tỷ. Nó cái biên độ nó dao động như vậy. Thì trong cái hình dung đi, trong cái quá trình mà biên độ tài sản các bạn nó dao động như vậy, có nhiều cái lắm, có nhiều cái đáng lo lắm, lòng các bạn bất an lắm, làm sao để giữ cái bất an nó lại, thì cần phải có một cái người đã kinh qua cái giai đoạn đó giữ giữ cho các bạn, họ hướng dẫn cho các bạn. Nhiều cái hướng dẫn chưa chắc các bạn làm được là tại vì sao? Tại vì vị thế các bạn khác với họ. Nhiều khi em biết là anh hướng dẫn với em như vậy vậy ấy, nhưng không được, nhà em có việc gấp em phải dùng cái này đi thôi, thì sao? Cho nên tôi nói là được hay không phải do chân các bạn. Thì hy vọng cái clip này để các bạn hiểu rõ hơn, và tất cả những các bạn học về tài chính nó không phải là một cái gì đó thiên biến vạn hóa để phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn kiếm được tiền. Như là sáng tôi cho kèo bay BTC lên đây nè, chạm mẹ cây B rồi, chạm cây B rồi, và không có nghĩa là từ đây đến đây ăn đây 10%, 20% là các bạn thể cầm 1 tỷ các bạn lên được 10%, 20% đâu, không có đâu nha. Những cái này chỉ là những cái ngắn hạn. Muốn làm giàu trong dài hạn, các bạn cần phải có cái phương pháp quản trị dòng tiền, dịch chuyển dòng tiền. Nhớ kỹ cái đó, nhớ kỹ cái đó ha. Hy vọng làm cái clip này để các bạn mới không ra, hoặc là có những cái bạn đang suy nghĩ rập khuôn ở một chiều đó. Nếu các bạn mà theo dõi cái kênh tôi từ 5 năm trước đến bây giờ, các bạn nghiệm lại tôi dịch chuyển dòng tiền theo từng bước trong suốt 3 năm, cái kế hoạch 3 năm đó rồi. Trong cái giai đoạn mà thị trường Bitcoin, Ripple còn ngon thì tôi đầu tư vào những mảng đó. Sau trong cái giai đoạn mà bắt đầu á, lạm phát tăng cao, Covid, thì tôi nói với anh em là đầu đầu cơ mua vàng.
và vàng lên rất là mạnh, vàng rất là mạnh. Và sau đó vàng nó có xuống nhưng nó vẫn không quay về lại cái mức mà tôi mua cỡ 53, bây giờ xuống cỡ nào, xuống còn 66 kìa, 66 67 sao quay lại được. Và tài sản tài chính tôi tập trung vô vàng rất là nhiều. Và các bạn biết cái giai đoạn mà lạm phát bơm tiền thì tôi chữ ở vàng, và sau khi tăng lãi suất á, thì mọi thứ đi xuống nhưng mà vàng cũng xuống nhưng không xuống nhiều, bất động sản cũng xuống nhưng không có chuyện chia hai chia ba chia chia còn 10 còn 1/10 giá không có rồi. Vậy thì cái giai đoạn mà tăng lãi suất á, những thị trường tài chính nó sập thì bắt đầu bây giờ cô mới rút vàng, cô chốt lời vàng, cô rút vàng, cô dịch chuyển, cô chuẩn bị, cô tìm hiểu về thị trường bất động sản và cô đẩy ngược cái dòng tiền nó vào bất động sản. Cái cách đó đó nó sẽ giúp cho bạn sau 3 năm 5 năm cái tổng lượng tài sản của các bạn nó búp lên rất là nhiều. Nhưng mà làm sao nó được như vậy? Các bạn phải có cái tầm nhìn về vĩ mô. Các bạn phải biết dịch chuyển dòng tiền. Các bạn phải cầm quen với một cái số tiền lớn, cầm không quen thì nó có nhiều cái cám dỗ lắm. Nó có rất nhiều cám dỗ. Phải làm quen cái đó, muốn những cái đó, muốn được những cái đó thì cần phải có những cái người đi trước họ hướng dẫn, họ kèm chúng ta. Họ kèm, họ nhắc nhở chúng ta, họ cảnh báo chúng ta, họ giải thích cho chúng ta, họ cho chúng ta thấy số liệu về vĩ mô, họ cho chúng ta thấy những cái người đi trước họ giống như chúng ta và mất rất nhiều tiền và họ hối hận để chúng ta biết chúng ta sợ sợ đó. Cái đó là cái các bạn cần, chứ không phải là cái các bạn cần, không phải là học phân tích kỹ thuật để ở đường giá lên đây em ăn được 20%, không có đâu. Bạn ăn như vậy các bạn biết không, nhiều khi còn sao bạn trả lại á, bạn chỉ mới tạm giữ tiền giùm đồng nghiệp nào đó thôi, thời gian sau trả lại. Nếu mà bạn không biết cách dịch chuyển dòng tiền, bạn giữ được cái khoản đó, bạn ăn được một chuyện, đừng có coi những cái khoản TB này, coi cái khoản nó giữ được bao lâu á nha, thì những cái đó phải học, ok chưa? Đó, hôm nay làm clip ngắn như vậy để anh em hiểu cái tâm lý đó ha, ba anh em nha.